thu nhập của bạn sẽ không gia tăng được nếu như bạn không biết ba điều này. Doanh nhân kiến quốc trước tận tâm tạo nên đẳng cấp. Hôm nay Yến muốn chia sẻ với các bạn ba yếu tố cốt lõi để giúp cho bạn gia tăng thu nhập và sẽ tạo ra sự khác biệt trong công việc kinh doanh của bạn. Những gì mà Yến đã áp dụng trong hơn 2 năm qua đã thực sự thay đổi cuộc sống của Yến và Yến tin rằng nó cũng sẽ hữu ích cho bạn. Thứ nhất, đó là liên tục phát triển bản thân. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là hãy tập trung vào phát triển bản thân. Khi bạn có một cái giá trị mà thị trường cần, thì thị trường sẽ tự tìm đến và trao tiền cho anh chị. Đừng chỉ tập trung vào việc bán hàng hay là bán sản phẩm, mà bạn hãy tự hỏi điều gì làm mình trở nên khác biệt. Khách hàng sẽ quay trở lại lần nữa, giới thiệu với gia đình, bạn bè vì họ cảm nhận được cái giá trị thật sự từ anh chị. Nếu như anh chị chưa nhận ra được giá trị của mình, thì cần phải tập trung vào việc gia tăng giá trị cá nhân ngay từ bây giờ. Yếu tố thứ hai, đó là đặt mục tiêu rõ ràng và cần phải vượt ngưỡng. Điều thứ hai là hãy đặt ra những mục tiêu cụ thể và lớn hơn cái khả năng hiện tại của bạn. Viết xuống những điều mà anh chị muốn đạt được. Đây là điều mà Yến đã làm trong suốt thời gian qua. Nhờ đó mà thu nhập của Yến đã tăng rất nhiều lần so với thu nhập ban đầu. Nếu như anh chị thấy rằng mình chưa đạt được điều mình mong muốn, thì anh chị hãy tự hỏi, mục tiêu của mình đã rõ ràng chưa? Nếu như chưa, thì anh chị cần phải hành động ngay. Cuối cùng, để gia tăng dòng tiền, thì bạn hãy học thêm những kỹ năng mới cần thiết như là sale, marketing và giao tiếp. Nếu như anh chị cảm thấy ngại giao tiếp, không biết cách tạo mối quan hệ, thì hãy học ngay. Đừng để bất kỳ điều gì nó cản trở khả năng thu hút tiền của bạn, thu hút thành công của bạn. Ba điều này, đó là nền tảng giúp cho bạn thu hút dòng tiền và tạo ra cuộc sống tài chính tự do. Nếu như anh chị cảm thấy mình cần hỗ trợ để thực hiện, thì đừng ngần ngại nhắn tin cho Yến nhé. Yến và Môi trường Doanh nhân Kiến Quốc Group sẵn sàng chia sẻ cho bạn công thức thu hút tiền bạc, công thức quản lý tài chính một cách hiệu quả. Chúc cho các bạn và anh chị áp dụng thành công công thức này nha.